Cậu bé Konosuke. Tốt lắm, Konosuke. Có vẻ cháu đã quen với công việc ở đây rồi. Ông chủ quá khen. May mà ông không chê cháu nhỏ tuổi, vẫn nhận dạy việc. Ừ, cố gắng lên. Hôm nay ta có việc cho cháu đây. Có một khách hàng vừa gọi điện đến nhờ tư vấn để mua xe. Ta định cử cậu Hiroshi đến tư vấn trực tiếp cho ông ấy, nhưng cậu ấy lại nghĩ ta muốn cháu làm thay cậu ấy. Ôi, vậy là cháu được đi tư vấn bán hàng rồi sao, thưa ông? Đúng, cháu hãy đến gặp, thuyết phục ông ấy chọn mua xe đạp ở cửa hàng nhà mình nhé. Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục ông ấy. Nhất định mình phải thành công trong lần bán hàng đầu tiên này. Thưa ngài, xe đạp của cửa hàng cháu không chỉ luôn đảm bảo về chất lượng, sự an toàn, bền, mà chính sách hậu mãi cũng rất tốt. Tất cả những điều cháu vừa nói, ta đều biết cả. Nói thật, ta rất thích loại xe ngũ đại, nhưng giá thành cao quá, đành hẹn cháu dịp khác vậy. Ý ngài là ngài không mua chiếc xe ấy ư? Đúng. Nó quá đắt so với túi tiền của ta. Giá như cháu có thể giảm bớt 10.000 yên thì ta có thể suy nghĩ. Chuyện này chỉ có ông chủ cháu mới quyết được thôi. Cháu chưa thấy ông chủ nhượng bộ giá cả bao giờ. Thế thì ta không mua đâu. Cháu về đi, ta có việc bận rồi. Vâng, chào ngài. Lẽ nào lần đầu tiên gặp khách hàng mà mình lại thất bại thế này? Không, không được. Thưa ông chủ, ngài Kawaso muốn được giảm giá 10.000 yên như cửa hàng khác ạ. Lão Kawaso thật hài hước. Xe đạp ở thành phố này có giá chung rồi, họa hoàng lắm mới giảm 2.000 đến 3.000 yên, chứ làm gì có chuyện giảm cả chục ngàn yên. Chắc ông ta không muốn mua nên mới nói thế. Không đâu thưa ông, ngài ấy nói rất thích chiếc xe ấy, nhưng giá xe quá cao thôi. Ông chủ, ông có thể giảm giá chiếc xe ấy một chút không ạ? Ta không thể vi phạm nguyên tắc bán hàng được. Xưa nay, những khách hàng lâu năm mới được giảm giá 3.000 yên thôi. Nếu cháu thật sự muốn bán được chiếc xe này, cháu có thể thương lượng lại, giảm cho ông ấy 3.000 yên. Vâng, cháu sẽ đi hỏi lại ngài ấy ngay. Thì ra là cháu, nghe hàng xóm vừa gặp ta bảo, có cậu bé đứng chờ cả tiếng ngoài cổng. Cháu gặp ta làm gì? Chẳng phải những gì cần nói, ta đã nói hết rồi sao? Thưa ngài, cháu đã về hỏi ông chủ. Ông chủ không đồng ý giảm giá nhiều như ngài đề nghị. Quá lắm, ông ấy chỉ có thể giảm 3.000 yên là cùng. 3.000 yên thôi ư? Ít quá, chả bỏ. Thế này nhé, nếu ông chủ cậu giảm được 8.000 yên, ta sẽ mua chiếc xe đó. Vâng, cháu sẽ về báo lại với ông chủ. Chào ngài. Cái gì? Giảm 8.000 yên ư? Cháu đừng nghĩ đến chuyện gặp ông ta nữa. Bán mỗi xe, lãi có được là bao? Bớt thế nào được? Ông ấy không mua thì thôi vậy. Vâng, cháu biết rồi. Tối thế này mà cháu còn đến à? Lại chuyện xe đạp chứ gì? Không để đến sáng mai được à? Cháu xin lỗi, cháu đến để thông báo ông chủ của cháu không thể giảm giá và dặn ngài cứ mua xe ở chỗ được giảm giá đi ạ. Thế à, tiếc nhỉ, đành chấp nhận thôi. Này cháu, sao cháu có vẻ buồn thế? Dạ, không có gì, chỉ vì ông là khách hàng đầu tiên của cháu. Cháu đã cố gắng nhưng không thể làm hài lòng ông, vậy thôi ạ. Cậu bé này, sự chân thành thật đáng quý biết bao. Thôi được, ta sẽ mua. Ta chưa gặp người bán hàng nào chân thành như cháu. Matsushita Konosuke sau này đã trở thành huyền thoại về phương thức kinh doanh kiểu Nhật. Người anh hùng của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Ông nhớ mãi và thường xuyên kể cho nhân viên của mình về bài học làm nhân viên bán hàng ngày ấy. Nhờ nó, ông nhận ra sức mạnh của sự chân thành trong thương trường. Nhãn hàng Samevi điều trị viêm xoang,
hân hạnh mang đến chương trình này nhãn hàng